mình qua nhà bạn chơi cùng giúp làm cỏ vườn và đã xin một số trái táo về nhà. Hôm nay mình cùng vào bếp làm món salad táo với công thức siêu đơn giản, ăn lại vô cùng ngon miệng nữa. Girl, it must be you again. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã hết gần một năm. Qua những mùa cây thay lá, cành trơ trọi khẳng khiu, rồi chớp mắt đã thấy mùa hoa nở rộ, trắng ngần, thơm mát cả khu vườn nhà. Theo thời gian, những bông hoa ngày nào giờ đã đâm trái. Chúng rung rinh trước gió. Đây là vườn táo mà ông của bạn mình đã mất rất nhiều công trồng và chăm sóc. Nhưng mấy năm gần đây, ông già yếu hơn trước nên không chăm được nhiều nữa. Táo cũng vì thế ít quả đi và cũng nhỏ hơn mọi năm mọi người ạ. Vườn táo giờ đây là vườn tiệc của một loài chim sóc trong rừng. Bởi mảnh vườn này của ông nằm ngay cạnh bên rừng, là phía sau của dãy hàng rào kia. Hôm nay chúng mình đến dọn cỏ để chuẩn bị trồng rau cho mùa xuân tới. Vườn trồng rất nhiều loại táo, mình cũng thực sự không biết đây là giống táo gì. Ăn rất ngọt và giòn, mặc dù đỏ như thế nhưng vẫn chưa chín hẳn. Khi mà O'Henry có tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng thì ở đây mình có quả táo cuối cùng. Mình nhận ra những cây ở cuối vườn gần bìa rừng thì rất sai quả. Những quả mình hái chín thì rất ngọt và hầu hết thì đều bị chim quét. Loài chim thật là thông minh, chúng biết lựa chọn những quả chín ngon để thưởng thức trước. Mình đến sau, thôi thì đành chấp nhận. Và giờ về nhà cùng chuẩn bị cho món salad nào tuyệt vời thôi. Nguyên liệu có nho, hạt điều rang, vừng rang, cà chua bi nữa. Thêm rau xà lách, nhánh rau mùi và cả một trái dưa chuột. Và không thể không có nguyên liệu chính là táo rồi. À, góc kia là các hũ đựng gia vị hình con gà, thỏ và heo. Nhìn khá là đáng yêu đấy chứ. Mình loại bỏ hạt táo đi và loại bỏ phần chim đã ăn, phần còn lại thì mình sẽ dùng. Hãy like nếu bạn cũng thích cà chua nhé. Cả hai đều là giống cà chua cherry mọi người ạ. Một đỏ, một vàng. Trái vàng ăn thơm, trái đỏ ăn thì ngọt. Những lá xà lách non mơn mởn. Mình nhớ những mùa vụ đông khi mà trồng hành tỏi là cây hoa màu chính. Mẹ mình hay gieo thêm ở mặt luống những cây xà lách, rồi đi ra đồng hái về ăn với tóp mỡ rim với cà chua. Xì sụp ăn nóng hổi giữa tiết trời mùa đông lạnh cóng. Cả tiết trời dù khẽ nói cũng thở ra nghi ngút khói. Nhắc đến lại nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh chị em bạn bè và quê hương ra giết. Nỗi nhớ mà đến khi người ta đã xa rất xa mới hiểu và thấm thía được thế nào gọi là giao diết ấy. Mình cắt xà lách đoạn vừa ăn và xếp táo
hình hoa theo ý thích. Các nguyên liệu khác như nho, cà chua, đã thái mình cũng xếp vào đĩa luôn. Hạt hạt điều rang mình đập dập một xíu rồi đem rắc đều lên đĩa. Hạt điều này made in Việt Nam mọi người ạ. Mình thấy tự hào vì Việt Nam có loại hạt chất lượng như thế. Còn dưa, mình nạo các lát mỏng cuộn xếp vào đĩa trang trí thêm. Chả hiểu mình có những hứng thú với việc cầu kỳ trang trí món ăn từ bao giờ mọi người ạ. Nếu có dịp chắc có lẽ mình sẽ học một khóa về food stylist. Kiểu mình thích bày biện món ăn trông nó đẹp mắt. Đây là một khoai nước sốt, cũng đơn giản thôi, gồm 2 thìa nhỏ đường, muối, dầu ô liu và bột hạt tiêu. Mình chỉ cho một xíu muối và không nhiều đường để cảm nhận vị ngọt nguyên bản từ táo được tốt nhất. Và 1/2 quả chanh. Mình không có chanh xanh nên dùng chanh vàng. Một thìa cà phê ô liu. Mình quấy đều tan các gia vị và cho thêm gừng rang lên là hoàn thành rồi. I'll never forget you, my love.